Dạ có ạ. À, À vâng, thưa thầy, thầy thử chuyển slide để... đó chạy không, Dạ vâng, thầy thử chuyển slide, em chưa thấy thầy chuyển slide đâu ạ. chưa chuyển slide à, Vâng. chuyển rồi mà, thấy chưa, Dạ vẫn ở slide ban đầu thầy ạ. vẫn xem đồ sao thế nhỉ. Động nhận quá nhỉ. Chưa ông giảng, chưa ông giảng. Thế chạy không? Ông ơi. Alo. Dạ em có thấy rồi ạ. Chạy chưa, nó chạy không? Dạ có chạy rồi ạ. Chạy chưa? Dạ có chạy rồi thầy ạ. Rồi. Thế trước tiên xin chào các em. Trước tiên là thầy thành thật xin lỗi vì hai lý do. Xin lỗi vì hai việc. Việc thứ nhất là vì cũng bận nhiều việc quá cho nên là cái việc lớp học của các em, cái lớp học này cứ phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần. Số thứ hai là ngày hôm nay thật sự ngày nay thầy đang đang hơi mệt, thầy cũng đang bị hơi mệt, thế sáng nay cũng không đi dự liên hoan với trường được, nhưng mà vì vì hoãn với lớp nhiều quá rồi cho nên là chiều nay tôi vẫn có cùng làm việc với em. Thì cái nội dung hôm trước thầy từ đầu thì nói rồi, nghe rõ không em, nghe rõ không? Dạ có nghe rõ này ạ. Cái y học gia đình ấy là nó, đây là cái môn học mà nó là một cái, một môn, một chuyên ngành của y học, nên nó cũng rất, nó đúng là rất rộng. Thế nọ nó có bao nhiêu bạn đăng ký photo với quyển sách ấy rồi, có nhiều bạn đăng ký quyển đấy không? Thực ra cái quyển đấy thì nó rất dày, như chúng ta thì về sau này nó có một cái phần gần như trong cái quyển đấy nó có một phần là chăm sóc dự phòng các bệnh cụ thể, chăm sóc phòng các bệnh cụ thể, nhưng mà trong cái phạm vi của cái học phần này thì thầy chỉ muốn giới thiệu các em một số các nguyên tắc thôi, một số nguyên tắc chính, số công cụ chính, chứ cũng không muốn đi sâu vào cái chăm sóc dự phòng của riêng từng bệnh. Thì cái quyển đấy là cái tài liệu để các em đọc thêm thôi nhé. Một việc nữa là hôm trước các em đã gửi cho thầy một cái bài kiểm tra số 1. Nhưng mà hôm nọ thầy có nhờ, thôi nhờ các em một là photo in lên cho thầy. Bây giờ sắp offline nhưng mà in lên cho thầy. Thứ hai là ghép một file cho thầy, nhưng mà thầy mở ra 100 cái file, thầy mở một cái folder 100 file thì lâu quá. Đó. Thì lớp răng. Lớp này là có lớp nào nó đi nhi không nhỉ? Dạ, lớp em vừa học nhi của thầy xong ạ. Dạ bọn em lớp Xong răng ạ. chưa? Xong chưa? Dạ, bọn em xong học nhi xong từ trước đợt dịch thầy ạ. Xong cái thuyết gì? Dạ không, Đi bọn lâm em thi sàng chưa? xong rồi. Bọn em đi Đi lâm lâm sàng sàng và rồi thi cái xong rồi. Dạ vâng ạ. gì? Thế còn lớp nào nó đi nhi bây giờ nhỉ? Còn lớp nào đi nhi nhỉ? Dạ Bây hiện tại giờ. thì chỉ còn lớp Y5 thôi thầy ạ. Thì đây là các lớp 2, lớp Y4 thì chưa chưa đi thầy ạ. Y bốn là chưa đi nhi hả? Dạ vâng. Đây đây là các em là Y4 không? Dạ ở đây có 2 lớp Y4 với 1 lớp răng 5 thầy ạ. Y4 là răng năm à? Y4 là Dạ. Y4 mới đấy hả? Vâng ạ. Chưa được nhi, chưa được nhi gì? Dạ vâng ạ. À, Y4 ra đi, Y4 là lâm sàng nó đi môn gì đấy? Dạ lâm sàng bọn em vẫn đang nghỉ, chắc là hiện tại là sang tháng là sẽ đi Thế có hội thầy lâm cô mạng. giảng lý thuyết à? Dạ vâng, bây giờ bọn em vẫn học lý thuyết ạ. Bọn lý thuyết thì đang đi môn gì? Dạ, chưa đi lâm sàng môn gì, chỉ học lý thuyết của Học môn lý nội thuyết ngoại môn là được gì? học lý thuyết môn nội bệnh lý và ngoại bệnh lý.
hoặc là tổ chức quản lý y tế nghiên cứu khoa học với môn của thầy ạ. Rồi. Vâng Thế ạ. thì đang thầy đang cố gắng là đang nếu không thì đang cố gắng là mùng tuần sau là mùng 8 để cho các em đi 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 lâm sàng. Thế lớp mình cái tỷ lệ được tiêm phòng hai mũi nhiều không? Không? Bao nhiêu phần trăm bạn được tiêm tiêm phòng hai mũi rồi? Thưa thầy Lớp ở lớp răng của bọn em là 80% thì ạ. 80%, những số còn lại cố gắng tiêm nha, nếu mà không cố gắng tiêm ít nhất một mũi. Chứ nếu mà không đủ không đủ phòng, không tiêm phòng đủ là bệnh viện người ta không cho đi học đâu. Các Dạ điều vâng, điều lớp khiển em đi học em. lâm sàng là một là tiêm Dạ phòng, hai là phải xét nghiệm hàng tuần. Đấy. Cố gắng là đăng ký vì số ở trường mình số bạn nào là đi tình nguyện thì được thi, còn ở lớp mình bây giờ còn bao nhiêu bạn, có bao nhiêu bạn ở Hà Nội rồi còn đây hay còn bao nhiêu bạn đang ở quê? Các bố có nắm được không? thưa thầy, lớp B4 của em thì có khoảng 2 phần 3 là ở trên Hà Nội ạ. Thế các bạn số các bạn mà số các bạn mà ở địa phương thì cố gắng làm sao liên hệ địa phương cố gắng tiêm đi, liên hệ giới để tiêm phòng ít nhất một mũi nhá, thì mới có thể xong đi lâm sàng được, không có là mới có lên chứ không đi lâm sàng được đâu nhá. Đây là thầy nói ngoài một chút. Thế còn các em sẽ phải làm một bài kiểm tra nữa, một cái số 2 trước khi thi. Để làm sao thầy đang nghĩ không biết làm cái bài kiểm tra cái dạng gì để cho nó phù hợp với cái điều kiện thầy sẽ nghiên cứu, thầy sẽ nghiên cứu nhá. Cuối bài này xem thầy sẽ xem xét xem cách bằng kiểm tra bằng cách gì. Nhưng mà hôm nọ thầy xem qua một số bài cái ra cái phả hệ á. Tôi thấy là không biết các em có copy ở đâu không, thấy làm rất tốt, lớp làm rất tốt nhé. Các em hiểu vấn đề như thế là cũng là trong thời gian học rất ngắn các em làm thế là rất tốt rồi. Còn bài 2 thầy đang nghiên cứu. Hôm nay chúng ta cùng trao đổi với nhau về cái chăm sóc dự phòng trong y học gia đình. Trong cái chương trình học y khoa thì các em có một số cái môn học mà liên quan đến cái lĩnh vực y học dự phòng. Thì cho nó thầy thiết kế chương trình thì có mấy cái môn mà bắt buộc mà có mấy môn thì tự chọn, nhưng mà trong cái y học dự phòng thì của y học gia đình thì thầy giới thiệu một cái nó tổng quát hơn, thế thì chăm sóc dự phòng trong gia đình thì cái mục tiêu đầu tiên các em mà mô tả được khái niệm và phân loại chăm sóc dự phòng, cái thứ hai là trình bày được một nội dung thực hiện chăm sóc dự phòng. Thì đầu tiên khái niệm dự phòng, chăm sóc dự phòng, y tế dự phòng, y tế dự phòng nó là một cái lĩnh vực mà y tế liên quan đến thực hiện các cái biện pháp để phòng bệnh song song với việc điều trị. Điều trị là khi mà đã nó có nhiều cấp độ đó, nhiều cấp độ, nhưng dự phòng bệnh này ở phòng bệnh này thì hiện nay có rất nhiều vẫn còn có kể cả người trong ngành bây giờ cũng có là y học dự phòng, y tế công cộng, ngoài người y tế dự phòng, là cũng còn rất nhiều cái khái niệm mà nó vẫn còn vướng với nhau. Thế nhưng mà chúng ta vừa thấy là cái y học dự phòng nó là một cái lĩnh vực y học mà liên quan chủ yếu đến các biện pháp để phòng bệnh. Người ta các ngành các người làm các cái chuyên gia làm dự phòng người ta rất tự hào. Trước đây người ta vẫn nói là tương lai của y học dự phòng, hay nói là cả dự phòng, y học dự phòng là tương lai của y học. Thế thì cái vì có rất nhiều những cái nếu như mà dự phòng làm tốt, dự phòng làm tốt thì y học điều trị gần như không còn việc nữa, không còn việc nữa. Thì phần sau chúng ta sẽ cùng phân tích, chúng ta sẽ hiểu. Cái thứ hai là cái mục đích cái này là nhiệm vụ của y học dự phòng này là triển khai các thực hiện các và thực hiện các hoạt động làm giảm tần suất xuất hiện bệnh, giảm tần suất mắc bệnh bệnh và ngăn chặn sự tiến triển và kiểm soát được bệnh đấy. Tôi lấy ví dụ bây giờ đang Covid này thì có hai cái giai đoạn, có hai cái nhiệm vụ chính, một là dự phòng và thứ hai là điều trị. Tức là dự phòng để làm sao cho làm giảm cái số người mắc Covid và kiểm soát tiến triển của nó, tức là khoanh vùng dịch cái lại, đó là nhiệm vụ của dự phòng. Thế còn khi mắc mắc rồi thì mảng hai phải điều trị, thì cái là việc của các chuyên gia và việc của y học điều trị. Đó. Thế thì cái dự phòng, y tế dự phòng nó có nhiệm vụ là làm sao
giảm tần suất mắc, tức là giảm cái người mắc bệnh và ngăn chặn kiểm soát được cái dịch bệnh đấy. Đấy là nhiệm vụ của dự phòng. Thế thì y tế dự phòng nó còn có một lĩnh vực, thứ nhất là dịch tễ học, rồi quản lý y tế, y học dự phòng, y học môi trường nghề nghiệp và nâng cao sức khỏe. À, thầy nhắc lại, thầy hỏi làm tí là các em đã có, năm ngoái cô Nhung có chuyển cho các lớp cái nội dung bản gốc nội dung của môn học ở chưa nhỉ? Công nhận được chưa em? Dạ thưa thầy, bọn em chưa thầy ạ. Nhung Nhung ơi, Nhung có dự không Nhung ơi? Cái cô Nhung ơi, cô Nhung ơi. Thế thì chiều nay tối nay thầy sẽ chuyển cho một bạn, chuyển cho Công nhé. Chuyển cho các bạn Vâng, xe, dạ các bạn vâng. đưa cho xe xe cho lớp nhé. Chỉ có thầy gói gọn là còn có ba mấy trang thôi, chứ không không dài dòng hai quyển dày 10 phân như các bạn thầy gửi cho các em đâu nhé. Vâng ạ. Thế thì thế còn cái môn này thì thầy lên lớp ít thôi, nhưng mà cơ bản các em phải phải đọc tài liệu và các em tự tự học và tự tìm hiểu nhé. Thế thì cái hôm nay thầy sẽ gửi cho các em cái nội dung học chính nhé. Đây là cái khái niệm đi học dự phòng. Thế thì cái còn khái niệm là cái dự phòng, cái chiến lược y tế dự phòng, thì thường được mô tả theo cấp từ thấp đến cao và có từ cái trường phái có khác nhau, nhưng mà dù Tây dù ta dù Âu dù Á gì thì hiện nay cơ bản nó cũng chia ra được bốn cấp, Thế thì cái hiện nay Việt Nam chúng ta đang chia theo là cấp dự phòng ban đầu, dự phòng cấp 1, dự phòng cấp 1 đấy, và dự phòng cấp 2 và dự phòng cấp 3. Cái riêng bản thân cái cấp 1 này, cái cấp 1, cấp 1 này thì có tài liệu nó chia dự phòng cấp 1 thành dự phòng ban đầu và dự phòng cấp 1. Theo đây ta thấy là dự phòng cấp 1 ban đầu là 1, dự phòng cấp 1 là 2, dự phòng cấp 2 là 3, dự phòng cấp 3 là 4. Dự phòng ban đầu này còn có người tôi gọi là dự phòng cấp 0. Dự phòng cấp 0. Đấy. Thế thì thế còn một số cái nước phương Tây thì nó chia thành 4 cấp độ. Có là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Tức là nó có cấp độ 4, cấp độ 3. Nhưng chung quy lại thì chúng ta hiểu là bao y tế dự phòng, chăm sóc dự phòng nó chia làm 4 cấp độ. 4 cấp độ. Chắc phần sau thầy sẽ nói với các em là xem là cấp 4 cấp độ đấy thì cấp độ từ cấp độ mỗi cấp độ nó là thế nào. Cái khái niệm dự phòng thì từ xưa nó bao giờ chúng ta vẫn nói là dự phòng bệnh hơn chữa bệnh. Một đồng là dự phòng dùng để phòng bệnh thì tiết kiệm được 10 đồng và nhiều hơn nữa tiền để chữa bệnh. Chữa bệnh. Các em biết là rất nhiều các cái bệnh đặc biệt như Covid vừa rồi. Thấy Covid vừa rồi. Để hôm nọ các em có xem cái mạng cái một bệnh nhân mà điều trị xong ECMO 36 ngày thanh toán mấy tỷ thôi nhỉ? 2 tỷ 3 đó. Thanh toán 2 tỷ 3 tiền điều trị Covid. Thế thì cứu sống xong rồi lấy tiền, nếu không có bảo hiểm lấy tiền đâu làm, kiếm được tiền đâu mà trả cho cái tiền mấy tỷ để chữa bệnh đấy nhá. Cho nên là cái dự phòng thì bao giờ nó hiệu quả kinh tế của nó sẽ tốt hơn. Cái đấy là có thể nói ai người ta cũng hiểu được, ai hiểu được. Cái thứ hai là cái mạng lưới y học cơ sở thì nó có từ khái niệm dự phòng, nó từ dự phòng sớm, dự phòng rộng, dự phòng ban đầu. Tuy nhiên cái dự phòng ấy, dự phòng nó có để cái hoạt động dự phòng tốt ấy, nó có một số những cái khó khăn và thách thức. Thứ nhất là cái mô hình bệnh tật nó thay đổi. Trước đây là từ bệnh tật bệnh truyền nhiễm bệnh lây nhiễm là chính, bây giờ sang dự phòng có bệnh không lây nhiễm. Mà các em nhớ là dự phòng này là không phải là chỉ dự phòng riêng các bệnh lây nhiễm nhé, không phải dự phòng riêng lao phong cổ bại sốt rét covid mà dự phòng cả các bệnh không lây nhiễm nữa. Dự phòng đái đường, dự phòng tăng huyết áp, dự phòng gút, dự phòng COPD, tất cả đây là dự phòng nhá. Cái mô hình bệnh tật thay đổi thì làm cho hoạt động dự phòng nó cũng phải thay đổi. Trước đây thì nghĩ là dự phòng chỉ là dự phòng bệnh tật,
Ngày xưa có em nghe cái câu mà cái này tôi thấy cũng phải xin lỗi, trước tiên phải xin lỗi các thầy cô làm dự phòng. Trước đây người ta có một câu rất là nói nó hơi cái nào câu này không không phổ biến ra ngoài nhé. Ngày xưa là ngang lưng em thấp vì ruồi, đi để diệt ruồi muỗi, lưng mang nhạc vệ sinh đấy, nhưng mang hố xí đít ngồi giếng khơi. Tức là ngày xưa có ba câu trình vệ sinh ấy, là nhà vệ sinh này, nhà tắm này, rồi xây dựng các công trình vệ sinh ấy. Thì ngày xưa có câu như thế, nhưng bây giờ thì người ta là bản thân y học dự phòng không chỉ dự phòng các cái bệnh 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 lây nhiễm nữa, mà bây giờ dự phòng các bệnh không lây cũng rất quan trọng. Cái vấn đề thách thức thứ hai là biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Chúng ta biết rồi, hiện nay cái biến đổi khí hậu là tầm tầm thế giới rồi, tầm 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 toàn cầu, có rất nhiều hội nghị biến đổi khí hậu. Còn tại sao làm biến đổi khí hậu thì bản thân tất cả là do con người, tất cả do con người chúng ta làm biến đổi khí hậu. À, trái đất nóng lên rồi hiện tượng nội từ El Nino, El Nina, tất cả đều do con người, rồi lụt lội thiên tai em đến năm ngoái, tất cả những cái vụ mà lũ lụt ở Quảng Nam năm ngoái, rồi tất cả đều là do con người. Mà khi mà có những biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường thì làm bệnh tật nó thay đổi, nó làm cho các cái dự phòng nó cũng sẽ phải thay đổi. Bây giờ rất nhiều cái bệnh ung thư, tự kỷ, rồi rất nhiều các nghiên cứu người ta cho rằng nó người ta cho rằng các cái bệnh này là có yếu tố di truyền. Nhưng mà tại sao di truyền những ngày xưa ít mà bây giờ lại nhiều thế? Thì rất nhiều cái bệnh mà người ta nghiên cứu thì người ta thấy có sự tác động qua lại giữa ô nhiễm môi trường với yếu tố, với các cái đột biến gen. Vì tất cả các hóa chất từ các chất sinh ra ở trong môi trường nó tác động đến và nó làm gây đột biến tế bào và nó làm bệnh tật. Mà những cái đó thì nó dự phòng cực kỳ khó, cực kỳ khó, đặc biệt những cái bệnh mà có liên kết tích hợp hai cái bệnh này với nhau. Thầy có tìm hiểu một, có thời gian gần đây thầy thì có tìm hiểu cái mấy cái bệnh, một là ung thư, hai là tự kỷ, thì thầy thấy rằng hai cái bệnh đấy dự phòng nó cực kỳ khó. Dự phòng nó có mấy, ví dụ ung thư nó có bốn nguyên nhân chính, bốn nguyên nhân chính gây ra ung thư, thì dự phòng nó bằng cái gì? Dự phòng nó bằng cái gì? Cái thứ nhất là phóng xạ. Phóng xạ thì tránh phóng xạ thì rất dễ, đúng không? Không dùng bom nguyên tử nữa thì hết phóng xạ, đúng không? Thứ hai là do bệnh tật, do virus. Do virus thì tiêm phòng, vaccine. Ví dụ virus HPV gây ung thư cổ tử cung, virus Kaposi gây ung thư da, vì vụ là TB là TB1 cái ung thư gây ra ung thư máu, thế thì tiêm quang vaccine đi để dự phòng. Nhưng cái thứ ba là di truyền, bệnh nó di truyền thì phòng làm sao được. Ví dụ bảo là chúng để chúng ta bảo bố chúng ta chúng con ông bà cha mẹ ai con xin con không nhận cái gen ung thư của nhà mình đâu, không được. Và còn một cái nữa là liên quan đến ô nhiễm. Tại sao ung thư bây giờ ung thư nó nhiều vì liên quan đến ô nhiễm thực phẩm, tạo được vật thối, rồi hóa chất bảo vệ độc hại, thuốc phun thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng. Nào, rau đến mức giờ chúng ta cảm giác không dám ăn, biết ăn cái gì nữa cả. Thế dự phòng bằng cái gì? Cách nào? Đấy cũng là một cái thách thức với dự phòng. Nhiều lúc thầy bảo là nói đùa với nhau là bây giờ nếu mà người xưa các cụ có câu là bệnh, tất cả bệnh đều từ miệng mà ra. Có cái bệnh mà liên quan đến 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 tâm bệnh, đến danh dự, đến công danh sự nghiệp cũng từ miệng mà ra. Rồi bệnh liên quan đến thân thể, đến cuộc sống thì cũng từ bệnh mà ra, từ miệng mà ra. Ăn uống cái gì đó, tất cả mọi thứ thức ăn. Nói thật là thầy rất thương các em sinh viên khi mà phải ăn cơm bụi, cơm hàng, cơm quán là cực kỳ nguy hiểm. Thức ăn, thực phẩm quen đấy rồi. Bây giờ trong trường mầm non, các bếp trường mầm non còn sử dụng
thực phẩm, thức ăn có giòi, thực phẩm ôi thiu cho các trường mầm non, thì sinh viên ăn cơm bụi ở ngoài quán thì làm sao khẳng định được là cái bữa cơm của mình đảm bảo vệ sinh an toàn. Tất cả cái đó các em có dám chắc đây là cái mình cái ăn cơm bụi, cái mấy miếng thịt của bà chủ quán cho mình đấy là thịt đảm bảo chất lượng không? Tất cả cái lợn chết này, rồi cá ươm cá thối, tất cả là có một tình trạng này là các em biết không, các cái hàng quán bán thịt ấy, khi mà gần cuối chìa chìa ế rồi ấy, giá rẻ đi ấy, thì phần lớn cái thịt đấy em biết đi đâu không, những cái thịt mà chợ chiều không bán nữa sẽ đưa về các bữa tập thể. Tất cả đó ô nhiễm môi trường, nó làm cho ảnh sức khỏe bệnh tật, và những cái đó là nhiệm vụ dự phòng đấy, nhiệm vụ dự phòng đấy. Đấy. Tí sang xem chúng ta xem một nhiệm vụ dự phòng thì dự phòng cái đó là dự phòng cấp mấy của ai nhé. Một cái nữa là thay đổi kinh tế văn hóa xã hội hành vi và lối sống, kinh tế văn hóa làm bệnh tật thay đổi. Ngày xưa làm gì có gút, cách đây hồi thầy còn trẻ ngày xưa cách đây mấy chục năm làm gì có bệnh gút, làm gì có đái đường, nhưng bây giờ thì làm gì có béo phì. Thế nhưng bây giờ thì thay đổi kinh tế văn hóa xã hội hành vi lối sống nó làm cho bệnh tật thay đổi. Bây giờ cứ ăn nó bổ béo, ba ba cái thuồng luồng cầy vòi thịt chó thì làm cho bệnh tật thay đổi, văn hóa cũng vậy, sao anh vậy. Ngày xưa làm gì có, ngày xưa mà thầy nhớ ngày xưa mà năm 72 73 nó xin phiếu xin tem phiếu đi mua được 2 lít bia về là sướng lắm, cảm giác uống cái vòng bia cái vại bia này nó đến nó sướng dâm gian âm ỉ ấy. Nhưng bây giờ thì bia thì họ dô ta uống uống say bét nhè chè thiu thôi, đúng không? Hay là ăn uống cũng vậy. Ngày xưa làm gì, bây giờ làm gì có cái các em bây giờ trẻ con bây giờ cho nó kẹo lạc kẹo vừng thì nó vui tí nó nhìn nó chẳng ăn đâu. Nhưng ngày xưa các thầy được cái kẹo là quý lắm. Có một hình ảnh mà thầy không bao giờ có lẽ chết thì không quên. Đó là năm 1972 thầy đi học về, thầy đói bị lả rồi, thầy đi học học cấp 2 thầy đi bộ đi học từ nhà đi đến khoảng 6 cây số đi bộ 6 cây số mà về đến trường gần đến cách nhà khoảng 2 cây số nữa, đói hoa mắt đói lả dùm chân tay. Thế là vào cái quán ấy còn không có tiền thì có tiền bà ấy, bà thương con bà ấy, bán chịu cho một cái kẹo gôm, các em trong tiềm thức em không 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 hình dung được kẹo gôm đâu, cái kẹo gôm nó rộng mỗi nó cho nó khoảng nó vuông 2 cm, dày được khoảng 1 cm một kẹo gôm, nó dẻo dẻo nó xanh, nó tí xanh đỏ tím vàng xanh xanh nó tí, thầy gần như mua chịu một kẹo gôm đấy để về nhà, để về tiếp đi được đến nhà, ngày đói khổ như thế. Nhưng bây giờ thì đủ các loại, con cháu tôi bây giờ này cho mấy kẹo lằng nhằng nó ăn đâu, kẹo kẹo hai lõi, kẹo ruột hạnh nhân, kẹo gì ngon lắm em. Tất cả những cái đó nó làm cho bệnh tật cũng thay đổi, hành vi lối sống thay đổi, nó làm cho cái việc dự phòng. Bây giờ dặn các ông không uống rượu nữa nó có hành vi đấy, không thuốc lá nữa không có thuốc lá nữa cũng hành vi đấy. Bảo các em bây giờ là ví dụ bây giờ tật khúc xạ nhiều này, dự phòng tật khúc xạ bằng cái gì, bảo các cháu bây giờ là dự phòng tật khúc xạ là dự phòng đấy các em ạ. Bây giờ suốt ngày xem tivi, suốt ngày iPad, suốt ngày điện thoại. Đấy, con cháu tôi sang đây phải ở nhà nó thì phải ngắt mạng đi. À, bảo tivi hỏng rồi, không cho xem nữa. Nào, tất cả đó nó làm cho bệnh tật thay đổi và làm cho nhiệm vụ dự phòng cực kỳ khó khăn. Bây giờ bảo các em đừng vào mạng nữa. Có thể không? Có được không? Cực kỳ khó. Con tôi năm năm đại học đại học nó bảo cơ thể người tôi bảo là cơ thể người ta chia làm 4 phần, đầu mình tôi chia vào một cái iPhone, ngủ thì nằm cạnh iPhone, nằm xem iPhone ngủ lúc iPhone rơi vào mặt đúng không, ăn iPhone ngủ iPhone, đi toilet cũng iPhone, rửa bát cũng iPhone, tất cả cái iPhone đấy là lối sống đúng không, lối sống dự phòng bằng cách nào, thay đổi lối sống có đơn giản đâu các em. Nào, đấy là nhiệm vụ mà thay đổi lối sống, thay đổi tất cả những hành vi lối sống này không phải nhiệm vụ của bác sĩ, y học dự phòng nữa mà là nhiệm vụ của cả xã hội,
của cả cha mẹ, nhà trường, gia đình, y tế, truyền thông, TV, loa đài, báo chí, công an, tất cả các pháp, cả cả kể cả những cái phạt đó, xử phạt đó, hành vi đó, đúng không? Tất cả cái đó nó làm cái việc hiện nay dự phòng sẽ rất khó khăn. Một cái nữa thay đổi về hệ thống y tế. Y tế bây giờ thì trước đây thì các em có thể là mới các ông để ý cái hệ thống y tế thì khắc xuất khắc nhập, mỗi ông bộ trưởng, mỗi lần bộ trưởng thì lại cơ cấu lại một kiểu, cứ trước ba trong một, xong rồi tách ra nhập vào, khắc nhập khắc xuất. Bản thân tại cái hệ thống y tế dự phòng của các huyện, ở các địa phương bây giờ là ba trong một, có thể tách ra. Ở mỗi huyện là có một trung tâm y tế, trung tâm y tế thì còn có là bệnh viện huyện là một, đội y học dự phòng là hai, và cái sinh để kế hoạch là ba. Thế còn phòng y tế là quản lý và hành chính tất cả các cái trạm y tế. Đấy, phòng y tế quản lý về nhân sự, trả lương cho nhân viên trạm y tế, nhưng về mặt chỉ đạo về chuyên môn của trạm y tế lại do trung tâm y tế chỉ huy chỉ đạo. Tức là bản thân là một thằng trả tiền, một thằng lại làm việc theo ý một thằng khác, rồi tất cả các văn bản về chuyên môn thì một thằng đưa xuống, còn lương bổng thì là một thằng khác đưa xuống. Tất cả cái đó nó làm cho cái việc dự phòng cũng cực kỳ khó khăn. Hay là cứ mỗi bộ trưởng lên nghĩ ra một cách. Trước đây nó có một cái cũng rất hiệu quả, tôi lấy ví dụ như là đưa cái nữ hộ sinh thôn bản ấy, y tế thôn bản, xây dựng hệ thống y tế thôn bản thì giúp cho dự phòng các cái tai biến sản khoa, dự phòng tai biến sản khoa rất tốt nè. Rồi bà đỡ thôn bản, gói để an toàn bà đỡ thôn bản đó. Thì hệ thống y tế nó cũng làm cho nó có cái hiệu quả, ưu điểm nó làm giảm được cái tỷ lệ bị tai biến sản khoa, hay là cái tỷ lệ uốn ván rốn, gói để an toàn là không có uốn rốn nữa. Ngày xưa thì ở nông thôn thì đẻ ra cắt rốn bằng penicillin là tốt, cắt rốn bằng cật nứa, cắt rốn bằng liềm, cắt rốn bằng kéo nhúng nước sôi, đúng không? Tất cả cái đó nó làm cho cái uốn ván rốn rất nhiều, nhưng là dự phòng một cách là có gói để an toàn là tỷ lệ uốn ván nó giảm đi. Đấy, thay đổi. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó có một việc là chồng chéo giữa rất nhiều các cái chương trình. Chúng ta biết là ở các em chưa học cái bài, hình không biết chương trình có học cái bài các chương trình y tế không, nhưng mà nếu không có thay đổi thì các em học nhi ấy, thì thầy trước đây có giảm cái bài MCI. Ở địa phương bây giờ có chương trình, trước đây có chương trình CDE là chương trình tiêu chảy này, chương trình ARI chương trình nhiễm khuẩn hô hấp này, chương trình nhiễm sốt rét này, chương trình biếu cổ này, rồi chương trình dinh dưỡng này, chương trình phòng chống thiếu vitamin A này, rất nhiều cái chương trình. Thì mỗi chương trình đấy là có một ông cộng tác viên đấy. Nhưng bây giờ thì thường là sau đấy thì là một cộng tác viên tham gia rất nhiều cái chương trình. Thế một người thì trình độ của nó hết cấp 2 thôi, cái hộ tư gọi là y tế thôn bản hết cấp 2 thôi, nhưng mà tham gia dự phòng tất cả các cái bệnh khác nhau, nhóm bệnh này. Dự phòng biếu cổ thì đến tuyên truyền bà con dùng muối iốt này, dự phòng sốt rét thì bảo bà con tuyên truyền bà con nằm màn này, dự phòng sốt xuất huyết thì bảo là tiêu diệt con bọ gậy này, dự phòng tiêu chảy thì là tuyên truyền sử dụng ozone này, tất cả đấy đều là một cái là liên quan hệ thống y tế. Cái dự phòng đấy thì nó cũng là một cái mà thách thức của cái hoạt động dự phòng. Thế còn tại sao dự phòng là quan trọng thì biết rồi. Thì lịch sử thì có rất nhiều những cái trước khi có vaccine thì người ta hầu như là các bệnh nhiễm khủng, các bệnh nhiễm trùng hầu như là chết hết. Và vì có cái dự phòng, đặc biệt là có khi có vaccine thì các cái bệnh là nhiễm trùng, rất nhiều bệnh nhiễm trùng đã được giải quyết. Ví dụ như ở Việt Nam ta là loại trừ uốn ván thanh toán bại liệt, đã đậu mùa bỏ lâu rồi nhé. Thì có rất nhiều bệnh, rồi những bệnh loại bỏ được, bệnh khống chế được nhé. Thế thì cái dự phòng nó quan trọng. Thứ hai là nó phòng ngừa bệnh, nâng cao sức khỏe, giảm tử vong, và đặc biệt lợi ích về kinh tế. Lợi ích mới thì nói rồi, một đồng phòng bệnh thì tiết kiệm được
chi 1 đồng phòng bệnh tiết kiệm được 10 đồng để chữa bệnh, thì cái hiệu quả kinh tế là rất rõ rồi, là rất rõ. Cái đơn giản nhất, ví dụ như bây giờ nếu mà các bạn còn trẻ, thầy già rồi, thầy già thì thầy nó vì nhiều lý do, nhưng mà ngày xưa thì nó cũng đói kém, cuộc sống vất vả, cho nên là cái điều kiện để tập luyện, điều kiện ăn uống, ăn cả phi lù gạo, ăn bo bo, ăn sắn, bia thì bia tàu, bia cỏ các loại, nên là sức khỏe nó mình bị nó bị tàn phá nhiều quá. Nó minh nhưng bây giờ các em thì có rất nhiều điều kiện kinh tế gia đình cũng khá hơn, điều kiện học hành cũng khá hơn, tốt hơn, thì các em cố gắng thể khuyên các em nên nên tích cực tập luyện, tích cực tập luyện để rèn luyện sức khỏe. Rèn luyện sức khỏe để làm gì? Là tham gia dự phòng cấp không đấy, dự phòng cấp ban đầu đấy các bạn, phòng ban đầu là rất quan trọng. Nhưng Việt Nam này có mấy cái này rất là ngược đời các bạn. Việt Nam thì toàn là trẻ thì uống trà, già tập thể dục, có tập bài gì đâu. Buổi sáng thầy đi ra tập, thầy cũng thế, hồi trẻ có tập đâu, đưa già mới tập, là ngược đời. Bởi vì sao? Bởi vì bây trẻ thì mày ăn mày chơi ngủ ngon, già không ngủ được thì mới dậy tập, là ngược đời. Thế nhưng bây giờ các em cố gắng làm sao tập từ sớm. Thầy thấy là buổi sáng có một số các cái thầy đạp, thầy rất thích nhìn các bạn trẻ có phong chạy chào chạy tập quanh Hồ Tây, chạy marathon quanh Hồ Tây, thấy rất là vui và rất tốt. Các bạn nếu mà tuổi trẻ có nên tham gia những hoạt động thì đấy là hoạt động dự phòng có không đấy ạ, rất dự phòng có không. Các em nhớ là các em tập luyện như thế rất rẻ tiền, mua đôi giày xịn nhất khoảng 500.000 hoặc 1 triệu, tập luyện uống nước về, và nếu ăn chơi xịn ra thì mua nước nước khoáng, nước bổ sung nước cả 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 muối khoáng, nếu không thì uống nước bình thường. Mà tôi thấy là cái chỗ một vòng chạy marathon tôi thấy nó có điểm phát phát nước cho cái hoạt động chạy buổi sáng ấy, rất tốt. Thế thì các em phải nhớ là cái lợi ích kinh tế của dự phòng, các em giữ sức khỏe, các em bây giờ không mắc bệnh nữa là rất tốt. Không giữ tập luyện tốt thì không tăng huyết áp, đúng không? Không đái tháo đường. Đái tháo đường thì bây giờ gọi là mình không tốn ra bao nhiêu cả, nhưng mà nhà nước tốn. Hàng tháng phải cấp thuốc huyết áp, cấp thuốc đái đường cho các mấy cái bệnh nhân, mấy ông bà già bị đái đường tăng huyết áp chứ. Đấy là tiền đấy. Nhá. Nhưng nếu như mà dự phòng tốt, ăn uống, sinh hoạt, cải thiện hành vi, lối sống thì các cái hiệu quả kinh tế nó sẽ rất cao. Thì trong cái dự phòng thì dự phòng nó có hai, dự phòng hai loại bệnh thầy nói rồi, dự phòng bệnh truyền nhiễm và dự phòng bệnh không truyền nhiễm. Thì trong dự phòng bệnh truyền nhiễm thì cái hiệu quả quan trọng nhất là của vaccine. Thế còn các cái của cái bệnh không lây nhiễm thì quan trọng nhất là hành vi lối sống, hành vi lối sống. Thế thì cái chúng ta biết là cái hiệu quả của vaccine thì chúng ta đều làm trong bắt đầu đến ngành y chúng ta biết. Ví dụ như Covid bây giờ này, Covid bây giờ, nếu như các em tưởng tượng nếu như không có Covid, vaccine Covid thì tỷ lệ tử vong do Covid sẽ còn cao bất chừng nào nữa. Có thể là tiêm vaccine Covid có thể vẫn mắc Covid, nhưng người ta nghiên cứu rằng nếu tiêm vaccine rồi thì chắc chắn hoặc là chết vì Covid sẽ rất ít, chỉ bằng 1/10 những trường hợp chưa tiêm thôi nhé. Đấy là cái các bệnh lây nhiễm thì hiệu quả giảm dự phòng chủ yếu bằng vaccine, còn các bệnh không lây nhiễm thì chủ yếu bằng văn hóa và lối sống, hành vi. Thế thì cái vaccine người ta cần biết được vaccine lịch sử nó lâu rồi, đúng không ạ? Vaccine thì nó từ nghĩa từ parole vaccine, tức là bệnh đầu mùa con bò, bệnh đầu mùa con bò, nghĩa từ vaccine nó là như vậy, từ đầu tiên là như vậy. Thì từ đầu tiên là Geno là nó có tìm một cái bài năm 1918, nó có một cái bài viết về tìm hiểu về loại varole vaccine được trong gọi là bệnh đậu bò. Thế sau này Pasteur mới đề xuất, Pasteur là người mà mới sử dụng và đưa ra thuật ngữ vaccine để bao gồm có cái pháp tiêm chủng và phát triển về sau này. Thế hiện nay thì có nó thống kê khoảng 26 bệnh, 26 bệnh có thể dự phòng bằng vaccine. Cái mà chúng ta vẫn thường thấy sởi này, rubella này, tả này,
viêm một não, cúm bạch hầu, quai bị uốn ván, viêm gan, ho gà, lao, viêm gan B, bệnh phế cầu, thương hàn, rồi bại liệt, rồi vaccine hít, vaccine dại, thủy đậu, rồi đấy là các cái bệnh mà đanh, là cái bệnh mà hiện nay thấy có 26 bệnh dự phòng được bằng vaccine. Thế thì bây giờ quay trở lại cái đó mà chia các cấp độ dự phòng của phương Tây cũng như của ta, thì cái hình dung là cái cấp 1 của phương Tây chính là cái dự phòng ban đầu, thế thì có thể cái cấp dự phòng 4 cấp 1 2 3 4 hoặc 0 1 2 3 cũng được. Thế thì dự phòng cấp 0 hay dự phòng cấp 1 ấy, nó là cái gì? Là cái chiến dự phòng để tránh mắc bệnh bằng cánh tiết các tiến hành các hoạt động biện pháp phòng ngừa bệnh tật cho người dân. Lấy ví dụ mà hoạt động này thì có rất nhiều biện pháp. Tôi lấy ví dụ để tránh tăng huyết áp nhé, tránh tăng huyết áp thì khuyên người dân là gì? Ăn ít mỡ thôi, giảm cân, không uống rượu, không uống rượu bia, đúng không? Không ăn nội tạng, không ăn thịt, không ăn não, óc chó, trứng rồi thịt bò nhiều, đúng không? Hay là dự phòng các bệnh truyền nhiễm, thì bằng tiêm phòng, bằng nằm màn, đúng không? Bằng nằm màn, bằng tiêu diệt bọ gậy. Đấy là những cái biện pháp mà dự phòng cấp 0, hay nói cái khác, dự phòng cấp 1 là dự phòng mắc bệnh để cho mình không bị bệnh nhé. Đấy là cấp 1. Cấp 2 là dự phòng phát hiện ra mà là bắt đầu là bệnh, có bệnh rồi nhưng chưa có triệu chứng nhé. Rồi cấp 2 này, dự phòng để là làm là dự phòng các cái bệnh mà có triệu chứng rồi, đừng 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 cho triệu chứng nó phát sinh ra. Thì cái bệnh này thì có rất quan trọng là mục đích phải chẩn đoán sớm để phát hiện sớm, để ta chữa từ khi chưa có triệu chứng để dự phòng. Tôi lấy ví dụ là bệnh khi mà đã tăng huyết áp rồi, thì cố gắng làm sao đừng để các cái hay đơn giản nhất các bạn lên COVID, nhiễm COVID có thể có xét nghiệm dương tính nhé, nhưng chưa có triệu chứng. Chúng ta thấy một nghiên cứu rất nhiều bệnh nhân COVID F0 không triệu chứng, thì dùng cấp 1 là cố làm sao đó để ngăn ngừa và không cho các cái triệu chứng phát ra. Đấy là cái dùng cấp 1. Dùng phòng cấp 2 là ổn định điều trị làm sao đó để các triệu chứng bệnh không nặng lên, tôi lấy ví dụ bị COVID đã bắt đầu ho này, ngứa rát họng này nhé, ho ngứa rát họng, đau mỏi mình mẩy, thì bắt đầu làm điều trị làm sao đó để đừng bị suy thở, nhé. Đấy là sườn có ba. Cái thứ tư là giảm nhẹ, tránh hậu quả can thiệp quá mức và không cần thiết. Tôi ví dụ khi đã bị COVID đến giai đoạn lên chuyển đến tầng 3 rồi nhé. Cái này nó tương đương với điều trị. Các vừa rồi các bạn nào đi lớp mình, có bạn nào đi tầng Đồng Tháp vừa rồi không nhỉ? Các em ơi, lớp mình có bạn nào ở Đồng Tháp không? Thưa thầy, lớp Y4 chúng em thì không thể ạ. Đấy, đây là nó tương đương, gần tương đương như lại cái cấp cái tầng người ta dựa trên này, người ta phân tầng điều trị đấy các bạn nhé. Từ phòng cấp cấp 1 là từ phòng là cái nhóm mà ở tầng 1, đây là tầng 2, tầng 3. Tức là đây mà cái tầng này là tầng mà chưa triệu chứng này, tầng 1 đấy. Tầng 1, tầng 2 là chưa triệu chứng, tầng 2 là chứng nhẹ, tầng 3 là phải can thiệp mà máy móc thở oxy rồi thở máy rồi ECMO là giai đoạn này. Đây là giai đoạn mức cấp 4 này, là làm giảm nhẹ hoặc tránh hậu quả can thiệp quá mức không cần thiết. Đấy là các cái cấp độ của dự phòng, và nó cũng tương tự như cấp 0, cấp 1, cấp 2, cấp 3 của hiện nay chúng ta đang sử dụng. Đây là cấp 0 là cấp gọi là dự phòng ban đầu. Đấy thì cái các cấp độ của dự phòng là như vậy. Đây, cấp 1 là không có bệnh, tăng cường bảo vệ sức khỏe nhé. Cấp 2 là bệnh không nặng nhé, bệnh không có bệnh rồi nhưng không nặng, ngăn bệnh tiến triển từ không triệu chứng đến triệu chứng. Tôi lấy ví dụ rất nhiều
Hiện nay các em biết là có bệnh viêm gan virus B đấy, viêm gan B ấy, thì khoảng 14% người Việt Nam chúng ta là mang mầm bệnh, mang virus, đúng không? Tức là đã bị bệnh rồi đúng không? Không dự phòng nữa rồi, chúng ta có virus rồi. Nhưng ngăn ngừa làm sao để không có triệu chứng của viêm gan. Nếu người mang viêm gan thì mang viêm gan có HBs AG dương tính rồi, bây giờ mà lại men gan tăng, người vàng da mệt mỏi thì đấy là bị bệnh đó. Là có triệu chứng, là bị bệnh có triệu chứng rồi nhé. Đấy đấy. Cấp 3 là hạn chế ảnh hưởng thiệt hại gây ra của bệnh bởi bệnh có triệu chứng. Tức là làm sao để các triệu chứng nó không nặng lên. Và thứ tư là hạn chế can thiệp không cần thiết. Tôi lấy đơn giản ví dụ thế này. Thầy làm nha khoa. Cấp 1 là dự phòng giữ ấm cho trẻ. Giữ ấm cho trẻ để trẻ nó không bị viêm đường hô hấp. Đúng không? Viêm đường hô hấp. Mức độ thứ hai, cấp 2 tức là nó bị viêm đường hô hấp rồi nhưng nó có triệu chứng là có sốt ho, nó có chảy mũi nhá. Thì bây giờ bắt đầu có triệu chứng rồi nhưng đừng để nó nặng lên. Ngăn bệnh từ tiến, cố gắng làm sao đấy, tức là khi mà đã phòng ngừa mà nó không bị, nhưng đến khi mà virus hoặc vi khuẩn nó đã thâm nhập với trẻ rồi nhá, thâm nhập với trẻ rồi thì làm sao để nó không bị sốt cao, nó không bị chảy mũi, nó không bị đau họng. Đấy là cái cấp 2. Cái cấp 3 là khi nó vào đến viêm họng rồi, viêm mũi họng rồi, làm sao đừng để nó bị viêm phổi. Đừng để viêm phổi. Đó. Và thứ tư đã bị viêm phổi rồi thì đừng để phải thở oxy. Đó. Đừng để phải thở máy. Đấy. Đấy thì cái ví dụ như vậy. Bây giờ thì thầy nó thầy ra một cái bài tập, bài kiểm tra thế này, bài kiểm tra giữa học kỳ này các em có làm được không? Các em hãy lấy ví dụ và phân tích cấp độ dự phòng của một bệnh bất kỳ bằng hiểu biết của một sinh viên Y3, Y4, bằng hiểu biết của sinh viên 4. Các em có thể ứng dụng hiểu biết về dự phòng trong y học gia đình để hướng dẫn dự phòng cho người bệnh. Đúng không? Làm bài tập thế, làm bài tập mở thế, làm được không em? Ví dụ là rất như vậy. Dạ được ạ. Làm bài tập thế được không em? Nếu ví dụ Dạ hướng được dẫn cho ạ. người bệnh là rất nhiều bệnh như viêm phế quản này, viêm phổi này, đái đường này, tăng huyết áp này, gút này, rồi tai nạn này, tai nạn giao thông này, tai nạn tất cả tai nạn bỏng này, điện giật, tất cả đấy là đều là bệnh mà. Nên chọn cái nào cũng được. Tôi là thầy lấy ví dụ bị bỏng nhá, từ bỏng nhá, bị bỏng nhá, dự phòng bỏng. Thì đầu tiên là hướng dẫn làm sao ạ? Là phải sử dụng các cái để tránh ra các cái nguồn 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 nhiệt này, sử dụng điện cẩn thận này, điện này, nước sôi này, tất cả đấy để tránh, đúng không? Tránh. Cái thứ hai là khi mà đã bị bệnh các con nặng hơn là khi đã bị bỏng rồi, bị ví dụ bị bỏng mô xe máy chẳng hạn. Nào, bỏng mô xe máy thì cũng như cấp độ, mức độ tiên thì lấy chỉ ráp da thôi, chỉ ráp da thôi, đúng không? Mức độ hai là nó phỏng nước lên. Phỏng nước lên, bây giờ ngăn làm sao phỏng nước đấy, đừng để cho phỏng nước nó vỡ ra. Phỏng nước vỡ ra thì nhiễm trùng, đúng không? Để nhiễm trùng thì ra đây xong là nặng hơn là nhiễm trùng huyết, đúng không? Cái từ đơn giản nhất, từ một cái trường hợp đơn giản như thế. Thì các em có làm được không? Lớp có Dạ. lấy cái này có thể làm lấy thầy cho một cái đề kiểm tra như thế, làm bài kiểm tra số 2 dưới một phần đúng không em? Dạ được Dạ ạ. vâng, được, có thể làm được không? Dạ được Nhá. ạ. Thế thì làm thế này, bây giờ làm thôi là rút kinh nghiệm cái bài hôm nọ. Các em làm xong là gửi cho ban cán sự lớp, ban cán sự lớp in ra hoặc là gửi cho thầy, ghép vào một file cho thầy, thầy in cũng được, ghép vào một file nhé. Chứ là bắt tâm hồ bắt thầy mở 100 file thì đau đầu lắm, hại não lắm nhé, được không? Vâng Dạ ạ. vâng Sao nhá. chúng em sẽ Bài in tập sai ra. thầy sẽ hôm nay thầy sẽ gửi một cái đề kiểm tra cụ thể hơn nhé, từ cái bài này nhá. Đấy là cái mức độ dự phòng là như vậy. Thế dự phòng cấp 1 là gì? Đây, các em xem căn cứ theo cái nội dung này nhé. Dựa trên nội dung của dự phòng cấp 1 này. Nếu cần thể thì gửi cái slide này cho các em luôn nhé. Thế này, thì các em sẽ thấy là
Dự phòng cấp 1 là ăn uống đầy đủ dinh dưỡng này. Đây là cái mà dự phòng này dự phòng cả bệnh lây nhiễm và bệnh không lây nhiễm đấy. Ăn uống đầy đủ này, tập thể dục này, hoạt động các hoạt động tốt sức khỏe, là loại bỏ một hay nhiều nhóm bệnh và để nâng cao sức khỏe này nhá. Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm này. Tư vấn tiền hôn nhân này, sàng lọc chẩn đoán trước sinh và chăm sóc trong và sau sinh. Tư vấn tiền hôn nhân là vô cùng quan trọng trước khi phòng bệnh. Trước đây làm cái giải pháp rất là nhân văn, nhưng mà nó lớn và nó mang tầm không riêng của ngành y nữa, nhưng ngành y nữa. Lớp mình có bạn nào có đông, có nhiều bạn, có bạn nào ở Hòa Bình không? Alo. Dạ có Hòa bạn Bình, ở Sơn Hòa Bình thì La. ạ. Hả? Dạ ở Hòa Bình thì có thầy ạ. Ở Hòa Bình, thầy đang tuần sau nữa thầy lên Hòa Bình đấy, đi sàng lọc để xét nghiệm sàng lọc trước sinh, tư vấn tiền hôn nhân. Các em biết là các em chưa học bài tan máu bẩm sinh, nhưng các em có thể đã biết là bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền đồng hoặc tử gen, đồng hoặc tử lặng, đồng hoặc tử lặng. Tức là nếu như cái mình dùng là học di truyền rồi, người đồng hoặc tử lặng, tức là a nhỏ đấy, ai mà có gen a nhỏ a nhỏ là người bị bệnh. Nhưng mà bố a lớn a nhỏ, mẹ a lớn a nhỏ, thì a lớn a nhỏ là bình thường, bố bình thường người mang gen, mẹ a lớn nhỏ là người bình thường. Nhưng nếu bố mẹ lấy nhau thì sẽ có cái giao tử là a nhỏ à. Thì nếu mà bố mẹ tùy một trong hai người bệnh, nếu bố bệnh, bố bình thường lấy mẹ bị bệnh thì khác, mà bố mang gen mà mẹ mang gen thì khác. Thì các em biết rồi, mà tan máu mà đã để bị bệnh rồi thì khuynh gia bại sản, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống, cho nên điều kiện tính mạng của đứa trẻ này, khó sống đến tuổi trưởng thành. Thứ hai, có sống đến tuổi trưởng thành thì bố mẹ cũng phải bán nhà đi cho con truyền máu. Thứ ba, đứa trẻ có sống được ấy, thì nó cũng giật giẹo còi cọc, không làm được gì cả, mà ảnh hưởng đến chất lượng của giống nòi. Đấy. Nếu mà không không phát hiện sớm, nó để ra hậu quả như thế các em ạ. Nhưng cái hậu quả đấy có thể phát hiện được nếu như có sàng lọc tiền hôn nhân. Anh rất yêu em xinh đẹp, em ngon lắm, em giỏi giang lắm. Nhưng anh hỏi thật em có mang gen thalassemia không? Anh có mang gen. Nếu anh ở A lớn A nhỏ, nếu em cũng A lớn A nhỏ thì thôi chúng mình hôn nhau một cái rồi chúng mình chia tay. Nếu không chúng mình lấy nhau thì bao nhiêu tiền mang nuôi con, truyền máu cho con hết. Em hình dung cho em nhỉ? Nhá. Cho nên bây giờ thầy rất muốn làm tư vấn tiền hôn nhân, để mà sao mà ai có nguy cơ mang cái mắc bệnh di truyền thì người ta phải biết trước được là người ta có mang gen hay không. Ở những vùng nào có nguy cơ cao, ví dụ tỷ lệ mang cái gen thalassemia ở một số địa phương đến 20%, 20% em ạ. Tức là 100 nam nữ thanh niên thì có 20 người bạn có mang gen. Cái việc phát hiện sớm, thầy rất muốn là làm sao mà những các bạn ở vùng khu vực đó là người ta có, gần như là người ta biết được người ta có mang gen không, giống như chúng ta biết nhóm máu chúng ta là nhóm máu gì. Nhóm máu. Khi đặt đến tỷ lệ yêu đương đó là hỏi ngay em mang gen không ạ. Chứ không là đã yêu rồi, trong lúc yêu rồi mà biết mang gen không bỏ được nữa, lúc đấy thì đau đầu lắm. Nhá. Tư vấn tiểu nhân, đây là cái biện pháp dự phòng cấp 1. Nhá. Rất quan trọng. Sàng lọc trước sinh, sàng lọc chẩn đoán trước sinh. Sàng lọc chẩn đoán trước sinh thì có trường hợp là nếu như mà phát hiện sớm, đình chỉ thai nghén. Đình chỉ thai nghén. Rất nhiều trường hợp phải đình chỉ thai nghén. Nếu phát hiện có cái tật bẩm sinh thì đấy cũng là một cái. Đấy. Thế cái là cái dự phòng cấp 1. Bên trong này còn một việc nữa rất thiếu, đó là tiêm phòng. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đây này, các hoạt động chăm sóc sức khỏe bảo vệ này là nhằm loại bỏ một, thì cái này nó chung chung vì cái hoạt động nó nhiều lắm, loại chăm nó rất nhiều, trong đó có hoạt động đó là tiêm phòng nhá, các em nhớ là hay là đây nằm màn này cũng là cái hoạt động mà bệnh loại bỏ nguyên nhân tiêu diệt long quang bọ gậy này, tất cả những chứng này tất cả đều nằm trong cái hoạt động cái từ chung chung là hoạt động sắp sức khỏe này. Cái phòng cấp 2
là tầm soát sớm, tôi phát hiện sớm bệnh, tức khi chưa có triệu chứng. Rất nhiều bệnh nhân, ví dụ như là COVID, nó phát hiện sớm nên đây là phát hiện test hàng loạt để phát hiện sớm những ông COVID chưa có triệu chứng đấy. Các bạn hiểu nhỉ? Đấy, phát hiện sớm, rồi tầm soát thai nhi, rồi xét nghiệm máu thường xuyên. Thầy bây giờ già rồi, thầy cứ 3 tháng thầy cứ xét nghiệm một lần. Ừ. Cứ gọi COVID, gọi Medlatech đến nhà làm xét nghiệm mấy thứ, đường máu, mỡ máu, urine, đấy, men gan, cứ 3 tháng thầy làm ra như thế để phát hiện sớm, vân vân. Bây giờ mình có thể mình có bệnh rồi nhưng mà nó chưa có triệu chứng, thì phát hiện ra nếu có triệu chứng mình xử trí sớm ngay. Đấy, thế dự phòng có hai nữa. Mà điều trị bệnh, nếu có bệnh gì điều trị sớm ngay, à, đừng để nó nặng lên và ngăn ngừa biến chứng của bệnh. Đấy. Thì phải đấy là sự mừng cấp 2. Sau cấp 3 là các cái ngăn ngừa làm để cho các cái triệu chứng nó nặng lên và nó ảnh hưởng đến các cái sinh hoạt, chất lượng cuộc sống của người bệnh. Lý trị liệu phù hợp chức năng tâm thần, ví dụ thể chất, ví dụ nhà bệnh nhân sau này các em đi nhi nó có bài vô dụng, bệnh nhân viêm phổi, viêm tiểu phế quản, ho nhiều, vô dụng, để cho nó khạc đờm dãi ra, hay là ngăn ngừa những cái đau và tổn thương, để ngăn chặn biến chứng, tiến triển ở biến chứng. Đó là dòng cấp 3. Dòng cấp 4 là ngăn ngừa lạm dụng thuốc và xét nghiệm, ngăn ngừa kỹ thuật thăm khám xâm lấn không cần thiết. Đấy. Hạn chế những sai sót về chuyên môn. Đấy là các cái bốn cấp dự phòng là như vậy. Nó có một cái mức độ dự phòng của mắt da môi, nó có đây, nó có hai cái trục, trục tung và trục hoành, hai trục. Thứ nhất là nó có hai cái trục hoành là đánh giá của bác sĩ, còn trục tung là đánh giá của người bệnh. Đấy. Có thể bác sĩ, bệnh nhân bảo thấy khỏe lắm, chẳng có bệnh gì cả, bác sĩ đánh giá khám không có bệnh nên chúng ta là người khỏe mạnh bình thường, đúng không? Bệnh nhân cảm thấy khỏe, bác sĩ khám thấy có bệnh, đây là người đã có mức độ là phải dựa vào cấp 1 rồi, vào cấp 1 rồi nhá. Thế còn đây nó cụ thể hơn. Cấp đây là cấp 2 đấy, đây xin lỗi, đây là cấp 0 nhá. Cấp 1 là không bệnh này, thì đây là người bệnh cảm thấy bình thường, bác sĩ bảo không có bệnh thì phải dựa vào cấp 1 để đừng thành cấp 2 nhá. Khi đó người bệnh cảm thấy khỏe, nhưng bác sĩ bảo khám bệnh rồi, đây là cấp 2 rồi nhá, cấp 2. Sang cấp 3, mức độ 3 là thầy thuốc bảo có bệnh, bệnh nhân cảm thấy bệnh nhá, cảm thấy có bệnh nhá, thì khi đó là cấp 3. Và cấp 4, là bác sĩ bảo không có bệnh nhưng người bệnh vẫn cảm thấy có bệnh nhá, và sang cấp 4 thì đây cố gắng, đây là khi đã ra viện rồi nhưng mà bệnh nhân vẫn tất cả các triệu chứng, bệnh nhân vẫn còn bị ảnh hưởng, thì đây là dự phòng cấp 4. Đây là dự phòng mức độ của mắt da môi nhá. Thế thì cái dự phòng 4 cấp nó như vậy. Thế này các mình dùng không nhỉ? Nhá. Theo chụp thời gian, Thế phòng bệnh chăm sóc gia đình thì có mấy cái điểm. Thứ nhất là dự phòng là quá trình tránh các bệnh thông qua những can thiệp đặc biệt. Và dự phòng ban đầu gồm những các can thiệp như tiêm chủng để phòng các bệnh có nguy cơ, và dự phòng thứ cấp là để chẩn đoán bệnh trong giai đoạn tiền triệu chứng. Dự phòng cấp 3 là dự phòng làm giảm tối thiểu hậu quả của bệnh khi bệnh xảy ra. Đây là cái ví dụ như các bệnh chứ gì phục hồi cho bệnh nhân tai biến mạch máu não. Đây. Cái này nó chứng minh cái đó khỏe mạnh là khỏe mạnh thì dự phòng cấp không, dự phòng cấp không, dự phòng ban đầu để không có bệnh, khi không có bệnh rồi, có bệnh rồi thì dự phòng cấp 1 để cho đừng có triệu chứng, là có triệu chứng rồi thì đừng để cho các triệu chứng nặng lên, là triệu chứng nặng lên. Đây là các cái
nó thực hiện dự phòng. Thực hiện dự phòng thì nó có mấy cái việc. Thứ nhất là dự phòng có yếu tố nguy cơ, là dự phòng cấp 1 đấy, một yếu tố nguy cơ thì bao gồm một làm quen bác chỉ dẫn này, xác định yếu tố nguy cơ này, là tiêm chủng đều đặn này, sàng lọc, khám các trong lúc khám thực thể này, giáo dục xen lẫn trong các lần gặp gỡ này. Đấy. Tôi lấy ví dụ đây, tiêm chủng đều đặn là cái kiểm tra sàng lọc. Ví dụ như thầy nói, thầy mình thầy có nguy cơ là tuổi già có nguy cơ tăng huyết áp chẳng hạn, thì bây giờ phải kiểm tra chức năng thận, kiểm tra mỡ máu, kiểm tra đường máu thì phải kiểm tra. Hay giáo dục xen kẽ với nhau, bây giờ là xét nghiệm của thầy của anh là bây giờ này đường máu chưa cao, chưa phải bệnh lý đâu, nhưng anh phải ăn uống thế nào, sinh hoạt ra sao nhá, tất cả cái đấy là dự phòng. Một cái nữa là xác định yếu tố nguy cơ thì tùy tùy từng người, tùy từng người đấy. Phải xem là tiền sử rồi sở thích rồi xem sử gia đình, xem gia đình mình nhà mình có người bị tâm thần, nhà người có bị uống rượu, người xung đột gia đình thì mình phải biết. Cái này là bác sĩ gia đình phải nắm được, phải nắm được. Tôi lấy ví dụ là ở cái vùng các em ở vùng nông thôn thì không sao, nhưng ở miền núi thì rất rất người ta uống rượu rất nhiều, không uống nước, không có nước uống nữa. Tôi nhớ năm 1985 tôi bộ đội lên năm lên vào nhà dân, vào nhà là vác chai 65 ra vác rượu uống chứ không nước, mời chứ không không có không nước. Thế thì mình phải xác định cái nguy cơ ở cái khu vực đấy của gia đình ấy như thế nào. Hay xung đột trong gia đình chẳng hạn, xung đột gia đình, thế thì mình biết là trong gia đình này con bố tăng huyết áp, tăng huyết áp là ông đã bị là dự phòng, phải dự phòng cấp 3 trong ấy, dự phòng cấp 3 trong ấy để con ấy đừng tăng sông ông chết, đúng không ạ? Mà biết là trong nhà ông ấy là có bà vợ ông rất là đánh đá rất là ghê, hay là có là con trai nát rượu. Các em mấy hôm rồi các em thấy cái trên mạng vừa rồi có cái vụ mà con trai chém chết cả mẹ đẻ bố đẻ và chết cả em gái không đấy. Nếu như chúng ta biết được cái nguy cơ đấy, biết được gia đình như thế thì chúng ta có cái cách dự phòng tư vấn nó lại khác, đúng không? Bây giờ tất cả là cuộc sống bây giờ nó có rất nhiều cái mà ta không thể không thể lường hết được nhá. Chúng ta biết được nguy cơ gì, hay những bệnh có thiết gia đình ví dụ biết là nhà này có bà mẹ bị ung thư vú thì phải khuyên những người con gái của bà ấy, của gia đình ấy, là phải tầm soát sớm gen ung thư vú. Bởi vì gen nó có bệnh là bệnh di truyền nhé. Hay là tăm máu bẩm sinh chẳng hạn, thì biết là nhà này đứa con đầu là bị tăm máu rồi, thì để đứa con thứ hai là phải phát hiện sớm ngay, đi cho làm phát hiện sớm ngay xem có mang gen sớm không, hay là chữa đứa thứ hai chẳng hạn, đứa lớn bị tăm máu rồi thì chữa lớn thứ hai phải kiểm tra sớm, làm gen ngay, làm gen sớm, làm cái xét nghiệm NIP tức là xét nghiệm sông không xâm lấn, lấy máu của mẹ để chẩn đoán bệnh di truyền của con để phát hiện sớm nhá, sớm. Và chú ý các nguyên chính đe dọa tính mạng bệnh nhân trước mắt và lâu dài, đấy là các cái xét nghiệm cơ. Vấn đề đã tiêm chủng thì hiện nay trước đây thì có chương trình tiêm chủng mở rộng có 6 bệnh thôi, có EPI 6 bệnh, nhưng bây giờ nhiều hơn nữa rồi, nhiều hơn nữa, và rất nhiều cái chương trình các tiêm chủng đã được mở rộng cho cả người lớn và trẻ em. Về chăm sóc sức khỏe cho người du lịch, dự phòng cho người du lịch, người di cư, đây là vấn đề Việt Nam chúng ta là người di cư không nhiều người du lịch. Với lại chúng ta biết là chúng ta lên Sapa chúng ta làm phá vỡ cái quần thể, cái không những thiên nhiên và cả cuộc sống xã hội của cả cái vùng đấy, làm thay đổi rất nhiều, thì mình có phải chăm sóc sức khỏe cho những cái người mà đi du lịch và di cư lên sống ở vùng đó. Tôi lấy ví dụ ở tỉnh Cao Bằng cách đây khoảng hơn 20 năm, di cả xã cả huyện mà trong Lâm Đồng rồi vào thì mang theo cả bệnh tật, mang theo cả lối sống văn hóa, uống rượu phá rừng rồi du canh du cư, tất cả ấy, nó làm cho thay đổi tất cả văn hóa kinh tế xã hội cả một vùng.
Rồi một cái nữa là giáo dục cho bệnh nhân. Ừ, giáo dục cho bệnh nhân. Đấy, sử dụng mình nhận biết cái tố nguy cơ. Rồi giáo dục cá nhân hoặc giáo dục cộng đồng tùy. Đấy. Rồi thực hiện chăm sóc. Phải đưa chăm sóc vào cái phần cơ bản chăm sóc từng bệnh nhân. Bệnh nhân nhập viện thì hỏi tiền sử thăm khám và chuẩn hóa cho tất cả mọi bệnh. Đưa ngoại trú hướng dẫn làm sao. Cần phiếu chăm sóc, bảng đồ thị để tập hồ sơ chăm sóc phòng. Cái này thì tất cả những bệnh nhân nào mà được quản lý ở phòng khám gia đình thì đã được làm rất tốt rồi. À, thầy xin lỗi, thầy đau họng mà nói bắt đau họng rồi. Thì trước khi chốt, tức lại thì thầy lấy cho các em một ví dụ này. Tài liệu thầy sẽ gửi cho lớp nhé. Lấy ví dụ một trường hợp chăm sóc dự phòng đây, xem các em đây cũng là một cái ví dụ, các em có thể lấy một cái để làm bài tập của mình, làm bài tập. Cán bộ lớp lưu ý nếu các em cảm thấy làm được thì các em làm, nếu còn thấy mà cảm thấy làm khó quá nhưng hạn chế các em không sao chép của nhau nhé, không sao chép của nhau. Nếu mà sao chép của nhau tôi nhìn thấy giống nhau á, các em nếu nó giống nhau á, là tôi cộng điểm với chia trung bình đấy nhá, tôi lấy điểm với trung bình với ba người giống nhau là tôi bài nó chia làm ba, chia cho ba người đấy nhá, lưu ý như vậy. Thế lấy ví dụ đây một bệnh nhân nam 68 tuổi, nhiều hơn thầy mấy tuổi, đến tái khám điều trị bệnh nhân tăng cao gáp giai đoạn 2, rối loạn lipid máu, bệnh nhân có tiền căn nhồi máu não thì 1 năm rồi, biến chứng có biến chứng yếu không đồng đều nửa bên người bên trái, hiện đang tập vật lý trị liệu châm cứu. Đấy. Lần này khám bệnh nhân yêu cầu chụp các lớp điện toán để kiểm tra tình trạng não sau mổ não sau sau nhồi máu. Thì bệnh nhân thế này, thì dự phòng cấp 1 là khuyên không ăn chất béo nữa, ăn dầu đi, hơn mặn nữa và phải dùng thuốc chống cơ tập tiểu cầu nhá, vì có nhồi máu rồi mà, có cao huyết áp, có nhồi đã có nhồi máu não rồi nhá, thì phải dùng các cái như thế này. Các em nhớ là dự phòng cấp 1, dự phòng cấp 1 thì có nhiều bệnh nhân là ở bệnh nhân này thì không phải là dự phòng cấp cấp 1, tức là không bị bệnh nhá, vì cái bệnh nhân này thì có đầy bệnh rồi, cái hiểu không, tăng huyết áp rồi, rối loạn lipid rồi, nhồi máu não rồi, liệt nửa người rồi, nhưng mà dự phòng cái bệnh gì nữa, ông này dự phòng cái gì ạ, dự phòng nhồi máu lại, cái hiểu không nhỉ, cái mình dung là không phải cứ dự phòng là dự phòng cho người khỏe mạnh bình thường, người này có ông này có rất nhiều bệnh thì có thể bây giờ nói chúng ta nếu nói các em không có bệnh gì, các em có tin là các em không có bệnh gì không, nói không ít nhất là sâu răng thứ hai đau Đúng không? họng đúng không, sâu răng Vâng. đau họng thường như là không có, là mất cận cận thị đúng không, Vâng ạ. ngón bệnh đã em có rồi nhưng mà dự phòng mắc các bệnh khác nữa nhé. Bây giờ này rất nhiều bệnh rồi, tăng huyết áp, rối loạn lipid, đã nhồi máu não rồi, đã liệt nửa người rồi, nhưng bây giờ dự phòng cho ông ấy là dự phòng không bị nhồi máu nữa nhá, không bị nhồi máu nữa thì để không nhồi máu nữa thì phải thế này, dạ ăn mặn để tăng huyết không tăng nữa, mỡ máu không tăng nữa, rồi dùng thuốc tập tiểu cầu để không bị nhồi máu não nữa nhá. Đây là cấp 1. Cấp 2 là sử dụng thuốc điều trị huyết áp theo huyết áp tại nhà, làm xét nghiệm này để không xuất hiện các cái để không các cái bệnh này nó không có triệu chứng, nó không đi nặng lên nhá. Thứ ba tập thể dục vận động các phần cơ yếu. Đấy, bởi vì ông đang bị liệt nửa người rồi thì tập làm sao để cho các cơ kia nó phục hồi chức năng. Và thứ tư giải thích cần chụp không, giải thích ông bị này rồi triệu chứng là toàn bình thường. Đấy. 1 năm sau cái giá trị không hạn chế, nó không có không 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 cần thiết nữa. Đấy. Bảo ông đã bị rồi, bây giờ chỉ khi nào ông có triệu chứng gì khác nữa thì chụp, thế còn các ông đã ổn định hiện nay rồi không cần chụp nữa. Và cái quan trọng hơn là bác phải làm các cái triệu chứng lâm sàng, bác thấy cái triệu chứng gì thì bác lưu ý nhá. Đấy thì đây là các cái một ví dụ về một cái bệnh nhân. Thế thì thầy sẽ một lần nữa thầy cũng rất xin lỗi các em là thầy không nói nhiều nữa. Thế thì qua cái nội dung của cái bài này thầy sẽ gửi cho các em, xong các em kết hợp giữa cái lý thuyết này với cái bài ước đó là thầy gửi nhá. Tức em sẽ làm một cái bài tập thay cho cái điểm giữa học phần 30% nhá, 30% 25% cái bài 100 là 15%, bài này 15% nữa, 25% nữa, bài thi cuối cùng 60% nhá.
Làm được không? Dạ vâng. Nhá. Dạ Vâng. vâng. Các em có ý kiến gì không? Thế còn Em một đang bài, định. còn thực ra thầy chỉ muốn dạy một buổi nữa thôi. Đấy, còn các em đọc. Dạ em thưa thầy. Muốn đọc nhiều không ít? Muốn đọc nhiều nữa không? Hay đọc ít thôi? Dạ thầy ơi, thầy có nghe em nói không ạ? Ừ. À, thầy ơi, Hay em muốn hỏi vấn đề ạ. đấy. Dạ cho em hỏi là cái rượu mà các ông các bà hay ngâm với hoa quả như là rượu cam, rượu mít với rượu ổi hoặc là rượu con cua ấy ạ, cái đấy uống thường xuyên có tốt không ạ thầy? À, Việt Nam thế này, Việt Nam có cái danh rất cả các cây co, cây cây con hoa cá lá cái gì cho vào ngâm rượu hết. Ừ. Ba dấm vá thủng luồng tắc kè rồi đinh lăng rồi nhân sâm rồi các loại đều cho vào ngâm rượu hết. Đấy. Thì các em biết thế này, nguyên tắc cái rượu thì nó là giúp là nó làm phân hủy các cái alkaloid ở trong các cái thực vật động vật đó thôi. Thế thì tất cả mọi thứ rượu nhá, tất cả mọi loại thứ đó dùng được với điều kiện dùng điều độ, một điều độ, và cái thứ hai là phải xem bản chất của các cái cỏ cây hoa lá đấy, bản chất nó là cái gì nhá. Dạ thưa Ngâm cái thầy. rượu, ngâm rượu thực chất để cho nó chiết xuất các cái alkaloid ở trong cái cây cỏ động vật đấy nó ra để đưa vào đường uống. À, tôi lấy ví dụ quả táo mèo đúng không, quả sơn tra táo mèo nó tác dụng là an thần đúng không, tốt cho tim mạch đúng không ạ. Thế thì cái táo mèo nó thay bằng, có rất nhiều cách người ta có thể là thay bằng cái việc người ta ngâm với đường để làm hòa nước, làm nước giải khát mùa hè đúng không, cũng ăn quả táo mèo đấy. Cái thứ hai là ngâm vào rượu để lấy các cái tinh chất chiết xuất quả táo mèo đấy đúng không. Thế thì kem biết là các cây cỏ thuốc nam thuốc bắc đều có hai, có rất nhiều các dạng chế biến. Sau này kem đi học đông y sẽ có một dạng là sắc uống này, cho vào đun ấm luôn thay nước chè. Dạng hai là ngâm với rượu, ngày thứ ba là xay thành bột nào, và thứ tư là bắt đầu làm các đường hoàn tán thành từng viên nén uống. Dạng năm nữa là dạng siro nhé. Thì tất cả những cái thuốc các cụ các bà già cho ngâm với rượu thì nếu bạn phải xem xét là bản chất cái cây cỏ đấy nó là cái gì. Ví dụ như cây đinh lăng, cây đinh lăng người ta gọi cây đinh lăng gần như là sâm Việt Nam ấy, nó cũng rất tốt nhé. Nếu như mà các cụ có thể sắc uống, hiện nay có rất nhiều cụ già là đun trà đinh lăng uống, em thấy có không? Ông bà các em uống uống nước trà lá đinh lăng, một dãy đinh lăng nhé. Có. Nhưng có người thì cho nó ngâm rượu nhá, cũng được, nhưng với điều kiện uống điều độ. Điều độ. Thế còn một thứ Vâng. nữa rất 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 nó có hai dạng. Bản thân cái cây đó, cỏ đó ngâm với rượu để ra thành thuốc. Cái dạng thứ hai là bản thân cái cây cỏ đấy tự ủ lên nó thành rượu. Nó cũng thành thuốc. Tôi lấy ví dụ rượu vang. Nho, ủ nho xong nho lên men thành rượu. Đúng không? Thì Vâng. cái rượu vang nho, rượu vang nho thì rất tốt với được cần đúng điều độ. Chứ uống lên mỗi uống một chai rượu vang 600 750 ml thì say mắc cùng câu đúng không. Nhưng nếu phụ nữ, đặc biệt con gái các em này, từ trẻ từ từ 18 20 tuổi ra, mỗi một bữa các em uống một ly rượu vang nhé. Ly rượu vang rất tốt cho sức khỏe, cho nội tiết tố nữ này, cho tim mạch này, rồi cho da này, đúng không nào, cho vận mạch này, tất cả rất tốt, chống chống ung thư này, rất tốt. Nhưng với điều kiện, thầy nhắc lại, với điều kiện biết bản chất nó là cái gì, và thứ hai phải dùng đúng điều đúng và dùng hết sức điều độ. Thuốc men đấy, như rượu thuốc, bản thân thầy cũng uống rượu thuốc nhé. Đây uống rượu thuốc, thầy uống rượu ngâm với sâm, Một rượu ngày con thì uống hổ. bao nhiêu? Mỗi một bữa chỉ uống 30 40 ml thôi, tức là một cái chén 1 lít thôi. Ngày Các nào em biết cũng một uống ạ? chén là bao nhiêu ml không? Dạ Ngày không. nào cũng uống, bữa trước bữa cơm uống một chén rượu nhá, điều độ như thế thì cũng tốt thôi nhá. Vì bản chất là bây giờ thì mà là cái sâm thì quá tốt đúng không ạ. Sâm thì ví dụ thầy nói ví dụ sâm, nhân sâm thì là từ bao đời nay là tôi biết là rất tốt rồi. Nhưng sâm ăn bằng cái gì, đưa người ta bằng cái gì, có mấy cách này. Một là nhai sống, nhai nhai thì tất nhiên là
khi nhai như thế thì em biết là nó chưa thể gọi là nó mình không thể hấp thụ hết được ăn cam đó, thì ngấm thụ được tiêu hóa một ít thôi, còn lại theo đại tràng ra đúng không? Lần thứ hai là ngâm rượu, ngâm rượu. Lần thứ ba là tần với gà, tần sâm với gà đó. Em biết là gà tần sâm rất là rượu sâm canh sâm, xem phim Trung Quốc phim Tàu canh sâm cho gà sâm nấu canh đúng không? Thì rất nhiều các cái phương thức, nhưng mà thầy nhắc lại là phải biết bản chất nó là cái gì, mình dùng liều độ bao nhiêu. Em thầy nói đi, em sâm rượu sâm uống buổi tối, uống nhiều là thức cả đêm luôn nhé. Ừ, có thứ uống nào rượu sâm, rượu sâm là một vitamin polyvitamin, không uống buổi tối. Ừ, đặc biệt thuốc nào mà có B1, có các thuốc vitamin ấy, mà chỉ uống buổi sáng, uống buổi tối là đặc biệt người lớn tuổi là sẽ rất khó ngủ, rất khó ngủ đấy. Nên là cái rượu thuốc của các cụ thì nó giống như là cái thang thuốc bắc của các cụ ấy. Thang thuốc bắc chủ ngâm rượu ấy. Thang thuốc bắc ngâm rượu cũng là rất tốt nhá, nhưng với điều kiện bản thân nó là cái là thuốc gì, là cây gì, tác dụng cho bệnh gì nhá, chứ mình có đừng có cái gì ngâm lung tung cả. Là bây giờ thì thấy Việt Nam cái gì cũng cho vào ngâm rượu, ngâm cả cái kiểu cái quả 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 cái gì quả tiên này, quả đào tiên này, Đúng rồi ạ. quả tiên ấy cắt ra ngâm rượu, quả rất đẹp ở các cái hay trồng ở các cái khu đình chùa ấy. Quả nó to như quả dừa ấy, như quả bưởi ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng cắt ra ngâm rượu, cái gì cho ngâm rượu chẳng biết chữa bệnh gì cả nhá, thì phải phải xem xét bản chất là cái gì nhá. Vâng ạ. Đó chưa, Rồi ạ, em cảm ơn thầy ạ. anh hỏi gì nữa không, em hỏi gì nữa không, nếu có gì nữa thì chào các em. Và tuần sau nếu học nữa thì vì chiều thứ sáu tuần sau là thầy thầy bận đi công tác, nếu mà tuần sau mà học thì học vào tối thứ năm được không, hoặc gì thầy hoặc có gì thầy thông báo xong thông báo lớp sau nhé, thông báo với cô Quân Dung mà thông báo các lớp sau nhé. Vâng. Dạ vâng ạ. Ừ. Nếu mà không có gì không hỏi gì nữa thì tối nay thầy sẽ xem mà thầy sẽ gửi cho các em cái nội dung bản út này và gửi đề thi đề kiểm tra bài số 2 nhá.